Hệ thống phòng không đang gặp khó khăn của Ukraine đã tạo cơ hội cho Nga tiến hành các cuộc tấn công tương tự như các đòn tấn công từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine. Nga bắt đầu triển khai ngày càng nhiều máy bay không người lái UAV tới các vị trí của Ukraine nhằm thu thập thông tin tình báo về nơi cất giữ vũ khí để chuẩn bị cho tên lửa chiến thuật dẫn đường nhắm mục tiêu. Nga đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào phía sau tiền tuyến của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và bệ phóng tên lửa như hệ thống Tornado S. Theo các chuyên gia quân sự, các cuộc tấn công hiện nay của Nga giống như kiểu tấn công mà Kiev đã thực hiện với Moscow bằng tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp. Nga ban đầu không thể đánh bại hoặc tiến hành các cuộc tấn công tương tự như HIMARS của Ukraine do thiếu độ chính xác, khả năng nhắm mục tiêu và thông tin kịp thời. HIMARS là hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành, sở hữu hỏa lực mạnh, tính cơ động cao, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine ít nhất 39 hệ thống HIMARS kể từ đầu cuộc xung đột. Những cuộc tấn công lần này giống như các cuộc tấn công bằng bom lượn khi lực lượng không quân Nga đã có được khả năng cơ động cao hơn, đã gây thêm căng thẳng cho quân đội Ukraine, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí. Mới đây, mộ của ông Yevgeny Prigozhin tại nghĩa trang Pokrovskoye ở Saint Petersburg đã được đổ bê tông. Người ta tin rằng ngôi mộ của người sáng lập PMC Wagner đang được chuẩn bị làm tượng đài. Tượng đài sẽ được khánh thành vào ngày 1 tháng 6 khi ông Prigozhin tròn 63 tuổi. Trước đó, đã có một tượng đài dành riêng cho ông Prigozhin và chỉ huy Wagner Dmitry Utkin được xây dựng trong nhà thờ Wagner vào tháng 4 vừa qua. Tượng được thiết kế theo hình dạng thật của hai ông Prigozhin và Utkin, với các thẻ cá nhân của họ M3308 và M0209, cũng như các biển gọi đầu tiên và thứ 9 được khắc trên bệ. Đây không phải là lần đầu tiên một tượng đài về Prigozhin xuất hiện. Trước đó, đã có một tượng ở địa điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver, với các dòng chữ trên bia tưởng niệm viết PMC Wagner, lòng dũng cảm, quê hương, công lý, danh dự. Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty Wagner và là doanh nhân, được chôn cất bí mật tại Saint Petersburg vào ngày 29 tháng 8 năm 2023. Buổi lễ được giữ bí mật vì người thân của Prigozhin không muốn công khai. Ông Prigozhin qua đời vào ngày 23 tháng 8 khi chiếc máy bay thương mại của ông bị rơi ở vùng Tver, miền Trung Nga. Ngoài ra, ông Dmitry Utkin và một đại diện khác của ban lãnh đạo PMC là ông Valery Chekalov cũng nằm trong số những nạn nhân. Người ta tin rằng chiếc máy bay bị rơi do vụ nổ ở khoang càng đáp. Theo thông tin trên báo chí phương Tây, Wagner là một nhóm hoạt động như một công ty quân sự, còn gọi là PMC. PMC có thể được chính phủ thuê để thực hiện các dịch vụ an ninh hoặc chiến đấu. Mô hình này không phải hiếm, Mỹ cũng sử dụng các công ty quân sự trong những cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Khi cái tên Wagner ngày càng nổi lên, ông chủ của lực lượng này cũng được nhiều người chú ý. Ông Yevgeny Prigozhin đi lên từ nghề bán xúc xích, từng điều hành một công ty cung cấp thực phẩm với các hợp đồng cung cấp cho Điện Kremlin. Vì thế, người đàn ông này còn được gọi là đầu bếp của Tổng thống Putin. Ông trùm 62 tuổi sinh ra ở Saint Petersburg, ban đầu phủ nhận liên quan đến Wagner, nhưng năm ngoái đã thừa nhận vai trò lãnh đạo lực lượng này. Ông Prigozhin bị FBI truy nã vì âm mưu lừa gạt Mỹ. Cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Mỹ đang treo thưởng 250.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt được ông Prigozhin. Ông trùm này bị Mỹ cáo buộc đóng vai trò giám sát những hoạt động can thiệp chính trị và bầu cử của cơ quan nghiên cứu Internet có trụ sở tại Saint Petersburg từ năm 2014 đến năm 2018. FBI cáo buộc cơ quan mà Prigozhin là người tài trợ đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Wagner bắt đầu hoạt động ở Ukraine từ năm 2014, khi những tay súng mặc quân phục không phù hiệu đến miền đông Ukraine để hỗ trợ lực lượng ủng hộ Nga, giúp Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Không chỉ hoạt động ở Ukraine, Wagner còn có mặt ở châu Phi, nơi một số quốc gia hợp tác với lực lượng này để lấp vào lỗ hổng an ninh hoặc hỗ trợ chính quyền. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới cũng đã bày tỏ sự bàng hoàng và lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công này, nhấn mạnh những hành động bạo lực cần phải bị ngăn chặn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đều đã lên án vụ tấn công gây sốc, cũng như bày tỏ sự chia sẻ với Thủ tướng Slovakia Robert Fico và gia đình của ông. Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi đây là một nỗ lực ám sát hèn hạ và nhấn mạnh nền chính trị châu Âu không dung thứ cho bạo lực. Lãnh đạo các nước châu Âu khác như là Anh, Italy, Áo, Cộng hòa Séc, Hungary, Ukraine và Ba Lan cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công và các hành vi bạo lực, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với ông Fico và gia đình, chúc ông sớm hồi phục.
Đại sứ Nga tại Slovakia cũng mạnh mẽ lên án vụ tấn công và bày tỏ tin tưởng hung thủ sẽ phải sớm bị trừng phạt. Bên kia bờ Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết đại sứ quán của nước này đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ Slovakia và sẵn sàng hỗ trợ. Liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, kết quả các cuộc thăm dò dư luận được công bố vào ngày 14 tháng 5 cho thấy là ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang chiến địa quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Theo kết quả thăm dò của Time Siena và Philadelphia Inquirer, ông Trump đang dẫn trước ông Biden tại 5 trên tổng số 6 bang chiến địa, vốn có ý nghĩa quyết định tới các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, gồm Michigan, Arizona, Nevada, Georgia và Pennsylvania, trong khi ông Biden chỉ giữ ưu thế tại duy nhất một bang chiến địa là Wisconsin. Cũng theo kết quả thăm dò, nhóm cử tri trẻ, da màu và gốc Mỹ Latin đã thể hiện tâm lý mong đợi sự thay đổi và không hài lòng với cách giải quyết các vấn đề kinh tế và cuộc khủng hoảng Gaza của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, ông Biden tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc của khối cử tri lớn tuổi và da trắng, những người được đánh giá là bảo thủ và không có nhiều nhu cầu thay đổi đối với tình hình hiện tại. Trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm, ông Biden từng giành chiến thắng tại cả 6 bang chiến địa nói trên và thẳng tiến tới chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng. Sáng nay, thì hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát một hệ thống tên lửa chiến thuật sẽ được lắp đặt mới tại các đơn vị tên lửa của quân đội nước này. Tại sự kiện trên, diễn ra vào ngày 14 tháng 5, ông Kim Jong Un bày tỏ hài lòng với hoạt động sản xuất hệ thống tên lửa trong nửa đầu năm và nhấn mạnh phải thực hiện kế hoạch sản xuất quốc phòng trong năm nay, cho rằng điều này sẽ mang lại bước đột phá về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Theo KCNA, các bệ phóng tên lửa được sản xuất trong nửa đầu năm nay sẽ được lắp đặt tại các đơn vị hỏa lực phía Tây, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tấn công quan trọng. Tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kiểm tra hệ thống vũ khí pháo binh của quân đội và thị sát buổi thử nghiệm các loại vũ khí này. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video được đăng trên Telegram cho thấy máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của nước này đã phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm KH-32 để không kích Ukraine. Tên lửa KH-32 do Nga phát triển là phiên bản nâng cấp của KH-22, một loại tên lửa chống hạm tầm xa có định danh NATO là AS-4 Kitchen. KH-32 chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Đáng chú ý, tên lửa này có thể đạt tốc độ Mach 5 khoảng 6.200 km/h và có tầm bắn hơn 1.000 km, cho phép nó tấn công các mục tiêu cách rất xa tầm hoạt động của hệ thống phòng không đối phương. KH-32 được thiết kế để đáp ứng nhiều nhiệm vụ khác nhau nhờ tính linh hoạt của tải trọng. Tên lửa có thể được trang bị đầu đạn thông thường chống hạm cũng như các đầu đạn giảm bức xạ chuyên dụng để vô hiệu hóa hệ thống radar của đối phương. Tốc độ siêu vượt âm của KH-32 là yếu tố giúp tên lửa được lựa chọn cho các nhiệm vụ chống lại các mục tiêu quan trọng trên biển, bao gồm cả tàu sân bay. Cấu hình giảm bức xạ của tên lửa cũng cho phép nó tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương bằng cách phá hủy các trạm radar. KH-32 được chế tạo để trang bị trên máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3. Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất là phạm vi hoạt động tối đa của KH-32 lên tới gần 1.000 km. Về khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không, trong giai đoạn cuối của hành trình bay, KH-32 sử dụng khả năng bổ nhào khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa như hệ thống chiến đấu Aegis được trang bị tên lửa Standard Missile 6 gặp khó khăn trong việc theo dõi và tấn công. Hơn nữa, các radar đa tần của KH-32 cũng giúp cải thiện khả năng chống tác chiến điện tử như gây nhiễu điểm,